chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đồng hồ Canivan, dòng đồng hồ Canivan dây da các bạn nhé. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Thì ở đây nó có các cái viên đính đá đấy, đá quý, và ở giữa là kim dạ quang phát sáng vào ban đêm, nhìn rất là hay đúng không ạ? Đồng hồ cơ, tức là đồng hồ không phải thay pin. Đấy, mình lắc là nó chạy rồi này. Ở đây có lịch ngày và dây da rất là xịn đúng không ạ? Dây da xịn thì không phải nghĩ rồi. Khóa là khóa chống gập rồi. Đấy. Thì một cái đồng hồ thì có ba cái yếu tố chính để các bạn quyết định mua hay không. Đó là một là mặt kính, thì con này là một mặt kính chống sức rồi này. Đây mình sẽ nhỏ lên các bạn xem. Đứng lá khoai là chống sức này. Hai là máy là máy cơ xịn rồi này. Ba nó là vỏ là vỏ thép không gỉ, thì nó sẽ khác hoàn toàn với cái loại 300.000 trên thị trường. Đó là khi mà cái dòng 300 ấy các bạn đeo ấy, nó sẽ giống như kiểu là cái nhựa mà mạ lên chrome lên ấy, thì nó sẽ không có cái màu nhẵn, độ nhẵn và đẹp như này các bạn nhá. Thì các bạn nhìn ra ngay. Đấy, thì bạn nào mà thích cái đồng hồ này ấy, thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại, địa chỉ bên mình ship hàng các bạn xem. Xem xong đúng như video quảng cáo, đẹp như lúc mình nói thì các bạn mới phải thanh toán. Nếu ngoài ra không đúng như mình nói, không đẹp, không đẳng cấp như mình nói thì các bạn không phải thanh toán bất cứ một khoản nào nhé các bạn nhé.